Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, ngày 29 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản số 196 chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tổ chức thẩm định đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được phê duyệt theo đúng quy định, không được để chậm trễ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch số 93A ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Được biết đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh mới tiếp nhận và trình Ủy ban nhân dân tỉnh gần 8.000 hồ sơ của người lao động đề nghị ra quyết định được hỗ trợ, đạt 30% so với kế hoạch dự kiến. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí thuê nhà trọ cho gần 2.200 lao động với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.